mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. Chào các bạn. Một trong những câu hỏi mà tôi người ta đặt cho tôi nhiều nhất ấy, là thưa thầy, thầy cứ nói là thầy nghe được vũ trụ, thầy làm thế nào để thầy nghe được vũ trụ, thầy giúp cho em làm thế nào để nghe được vũ trụ. Thế thì cái câu trả lời nó đơn giản lắm cơ. Các bạn nghe kỹ này. Thứ nhất đó, là mình phải làm rộng cái trí óc của mình. Mình mà nếu tham lam quá, rồi mình có những cái ghen ghét, rồi những cái gì nó cấu kịt vào trong đầu, nó cấu kịt vào trong tai, trong lòng, trong tim, trong ấy, thì bạn sẽ không nghe được vũ trụ. Bạn muốn nghe được vũ trụ thì bạn phải làm cho cái trí óc của mình nó thoáng. Đừng có những cái ý nghĩ cau có, tức là làm rộng cái trí óc của mình đấy, thì bạn sẽ nghe được vũ trụ. Thế rồi ngoài ra nữa thì mình phải có cái sự cầu khẩn, là mình giải quyết cái vấn đề nào cho xã hội, cho cộng đồng. Khi mà mình có những cái tinh thần mà tích cực như thế đó, thì vũ trụ thường thường hay tới đóng góp. Thế thì ngoài ra nữa thì các bạn phải nhớ một điều nha, là các bạn nếu mà nhìn các lực sĩ mà họ chơi trước khi mà họ vào những cái giải lớn của họ đấy, mà họ làm rỗng cái trí óc của họ, họ làm rỗng hết tất cả, rỗng con người của họ rỗng, và họ tập trung vào có một đề tài thôi, là làm sao mà đánh được, hạ được đối thủ. Thế thì trong cái trường hợp mà với vũ trụ đó thì mình không có đối thủ. Trong cái trường hợp của vũ trụ đó thì mình làm rỗng cái trí óc của mình tập trung, mình có một chút lời cầu nguyện để mà mình cái câu trả lời của vũ trụ nó đóng góp một cách tích cực cho cộng đồng. Có thế thôi đấy bạn ạ. Chứ không có gì khó đâu. Rỗng trí óc và tích cực với cộng đồng. Bạn nhé. Non nước yên bình khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây cái miền.